Sáng ngày 17 tháng 2 năm 2024, Benny Trương và đồng bọn phát tán buổi livestream với nhiều nội dung xuyên tạc, bôi nhọ danh dự lãnh đạo Đảng, nhà nước, cụ thể là Xuyên tạc, bôi nhọ danh dự chủ tịch nước Võ Văn Thưởng rằng, ông Thưởng nói tôi mới làm chủ tịch nước nên không biết ngày 17 tháng 2 là ngày gì. Ông Thưởng nợ một người bạn từ hồi học đại học đến nay chưa trả 15.000 đồng. Xuyên tạc cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam cố tình che giấu lịch sử, làm cho người dân không biết gì về ngày tàu giết mình ngày 17 tháng 2 trong khi đó lại ăn mừng ngày Việt Cộng đi giết anh em miền Nam ngày 30 tháng 4. Kèm theo livestream là đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, tuyên truyền chống phá, kêu gọi lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam với những câu chữ đầy dẫy lỗi chính tả như trẻ mới học lớp 1. Đúng là vì nhiều lý do khác nhau nên cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc được nhắc đến trong các phương tiện truyền thông của cả Trung Quốc và Việt Nam chưa thật nhiều. Tuy nhiên, không có nghĩa là che giấu hoặc lãng quên mà là tùy vào tình hình cụ thể để làm giảm đi tác động xấu và tăng tác động tốt trong quan hệ Việt Trung. Nội dung cuộc chiến đó đã đưa vào chương trình lịch sử phổ thông, được phân tích rất kỹ trong các tài liệu, giáo trình đại học. Hàng năm vào mỗi dịp 17 tháng 2, có rất nhiều tác phẩm báo chí chính thống Việt Nam đưa tin, tuyên truyền trên nhiều diễn đàn, vạch rõ bản chất của cuộc chiến, nhắc nhở hậu thế về sự cảnh giác. Nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo được tổ chức trong dịp này. Các hoạt động tưởng niệm tri ân cũng liên tục diễn ra. Những ngày Tết Giáp Thìn 2024, tỉnh Cao Bằng khánh thành công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp gian thờ tưởng niệm tại nơi xảy ra vụ thảm sát 45 năm về trước. Ngày 17 tháng 2 năm 2024, tại khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn ở địa đầu Móng Cái, diễn ra lễ dân hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Bằng chứng rõ như thế, tại sao Benny Trương và đồng bọn vẫn xuyên tạc trơ chẽn, cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cố tình che giấu lịch sử, làm cho người dân không biết gì về ngày tàu giết mình. Chủ trương chính sách nhất quán của Đảng, nhà nước Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc là gác lại quá khứ đau thương, xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Cuối năm 2023, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của ông Tập Cận Bình, Việt Nam và Trung Quốc đã ra tuyên bố chung một lần nữa khẳng định tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Và tiến... Ông võ văn thưởng có nhiều tài năng, học rộng, biết sâu nên trẻ tuổi đã làm chủ tịch nước và được nhân dân quý mến. Là chủ tịch nước, ông thưởng giải quyết nhiều công việc đại sự của quốc gia và ngoại giao quốc tế. Sự kiện ngày 17 tháng 2 năm 1979 là một phần của lịch sử Việt Nam, một dấu mốc trong quan hệ Việt-Trung. đương nhiên chủ tịch nước luôn coi trọng. vậy mà Benny Trương và đồng bọn có mắt như mù, cứ nói cản xuyên tạc thực hiện âm mưu bôi nhọ danh dự, uy tín lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam. Như thế, càng bôi nhọ, không chỉ càng lộ rõ âm mưu thâm độc mà càng lộ ra sự ngu dốt về trí tuệ của Benny Trương và đồng bọn. Chính trong những câu chữ xuyên tạc, bịa đặt đã phơi bày sự mâu thuẫn, phi lý, phản thực tế, phản động thì chắc chắn không thể gieo rắc được niềm tin cho ai.